Em xin chào mọi người. Đầu tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã xem video này. Hơn nữa em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cô, các chú, các anh chị em, tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Trại Hiêu bên em, cũng như là tin dùng sản phẩm của Trại Hiêu bên em trong suốt khoảng thời gian dài qua. Hình như em nghe là mùa đông là mùa rụng lá, nhưng mà mùa xuân bên em thì lại ngập tràn lá luôn mọi người ạ. Cứ tầm khoảng 1-2 tiếng mà bọn em mà không quét ấy, thì cái vườn với cái sân nhà em lại ngập lá luôn. Đây, hôm nay em quay sơ qua cho mọi người cùng xem một chút nhé. Và cái thức ăn cho các bạn hiêu đấy, cái lá cỏ cho các bạn hiêu đấy, thì ngày nào cũng như ngày nào cũng phải có mọi người ạ. Cho dù trời có nồm ẩm, trời có mưa ướt át, trời có bão chăng nữa, thì các bạn hiêu vẫn không thể thiếu được các loài cỏ lá để các bạn ăn hàng ngày mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, và hôm nay em xin chia sẻ lại cái cảnh các vị khách đến trại em và lấy nhung hiêu tươi mọi người ạ. Bọn em sẽ sơ chế trực tiếp và thái lát cho các chị luôn. Mời mọi người cùng theo dõi mọi người nhé. Mấy cái ông khách bên em thành ăn ông bắt làm như này, ông thích kho hoặc là ông thích đốt côn đâu, cái đấy ăn mọc xanh kẹt đấy. Em còn là thank you.
Cái này chưa có một tí nào hóa sừng luôn. Mày quá.
chị nấu cháo ấy là chị lựa những cái lát đây này, lát non như này này là nấu cháo, còn cái lát phía dưới ấy là chị để ngâm rượu, tức là mình lựa những cái lát dạ mật ong đâu được rồi, mật ong ngâm tốt chứ mật ong ăn tốt thì chị mật ong ngâm như thế này tốt chị giật dây đại gia đấy, là người ta toàn ngâm mật ong để ăn cái này mà đa số cái này cái lát mật ong thì có thêm cái gì không chị chứ nhá. Bây giờ chị ba là bốn như này nhá, chị cứ pha khoảng 1 lít rưỡi hoặc là đến 1 lít rưỡi hoặc là 2 lít tùy mình khác loãng đi ấy, mật ong thế là chị ngâm 45 ngày sau là ăn được tiếp ấy. Chị có nhà em thì là toàn mật ong á, đấy em mật ong em một hũ mật ong đâu phải em mật ong không, cái lọ mà lọ xanh là cao, lọ xanh là cao mật ong cao sưng đấy, cao sưng của ông chồng với em ông là cái lọ mật ong của cái bọn nhỏ đó, cái mật ong nhung ấy. Thế lỏng bé bé, nó thấp thấp. Xong đấy là chị múc cả miếng lên, chị cho vào cái bát hấp còn được không? Vậy là công đoạn thái lát và sơ chế cặp minh hiêu cho hai vị khách quý của bên em đã hoàn thành. Em xin tạm dừng video tại đây ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bác, các cô, chú, anh chị em, những người đã luôn ủng hộ em trong suốt khoảng thời gian qua. Mọi người nhớ tiếp tục ủng hộ em bằng cách like video, chia sẻ cũng như đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông tin video mới nhất của bên em mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.